đánh bạ, biện pháp cuối cùng cho các đồng chí loại nhau, liệu Tô Chủ tịch có bị hay không? Ở các nước dân chủ, lãnh đạo được dân bầu lên thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng, nên đó là sự đảm bảo rằng các phe phái không thể dùng trò bẩn để mà triệt hạ nhau. Khi lãnh đạo tham nhũng, dù với số tiền rất nhỏ thì cũng khó mà thoát khỏi lưới pháp luật, chứ không phải là thoát khỏi bàn tay triệt hạ của các đồng chí như ở Việt Nam. Ở Việt Nam, quan chức nào cũng nhúng chàm, nên khi Tô Lâm nắm trong tay bộ máy điều tra khổng lồ, thì gần như ông muốn hạ ai thì sẽ hạ được người đó. Tuy nhiên, bộ máy điều tra trong tay Tô Lâm thì lại không được phép điều tra chính Tô Lâm và phe cánh của ông. Cho nên cũng nhem nhuốc như nhau cả. Nhưng Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai thì bị đánh, còn Tô Lâm thì vẫn trong sạch. Với việc đưa hai đồ đệ là Nguyễn Duy Ngọc và Lương Tam Quang vào chốt hai vị trí quan trọng, khiến Tô Lâm ngồi ở ghế tưởng như hữu danh vô thực, nhưng lại trở nên cực kỳ quyền lực. Đang ở thế thượng phong, Tô Lâm không thể dừng lại việc đánh dụng thêm nhiều đồng chí nữa, kể cả Tổng Trọng. Át hẳn các quan chức trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng sẽ cảm thấy họ đang bị Tô Lâm đối xử bất công, bởi dính chàm nhưng họ bị đe dọa, còn Tô Lâm và thuộc hạ thì không sao. Theo dõi những trận thư hùng của Tô Lâm, có thể nhận ra rằng phương pháp của Tô Lâm là lấy tấn công làm phòng thủ. Tô Lâm sẽ không án binh bất động mà đánh, đánh nữa, đánh mãi, cho tới khi phe Hưng Yên làm bá chủ. Các phe khác không còn khả năng đe dọa vị thế của Tô Lâm và nhóm Hưng Yên nữa. Trong các trận thư hùng giữa các đồng chí, người Cộng sản có hai cách để loại bỏ đối thủ ra khỏi võ đài chính trị. Cách thứ nhất là chống tham nhũng không có vùng cấm. Cách thứ nhì là thuốc nhau cho đến chết. Cách thứ nhất thì dành cho những người ở vị thế mạnh, có thể dùng pháp luật làm vũ khí. Người có khả năng dùng cách này là Nguyễn Phú Trọng trước đây và Tô Lâm hiện nay. Còn cách thuốc nhau mà người dân hay gọi là đánh bả là cách có thể dùng cho mọi đối tượng. Tuy nhiên, kẻ mạnh thường có lợi thế hơn. Những năm gần đây, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất hiện rất nhiều cái chết bí ẩn mà người dân nghi ngờ là bị đồng chí đánh bả. Có thể kể ra như trường hợp của các ông Nguyễn Bá Thành, Trần Đại Quang, Lê Văn Thành và Nguyễn Chí Vịnh. Hiện nay, luật pháp trong tay phe Hưng Yên của Tô Lâm, lò cũng đang nằm trong tay của Tô Lâm. Vậy nên, không ai ngoài Tô Lâm có thể dùng cách chống tham nhũng không có vùng cấm. Có lẽ đối thủ chỉ có đánh bạc thì may ra mới có thể loại được Tô Lâm. Mà hiện nay, khi Tô Lâm nắm trong tay bộ máy công an và cả đội ngũ cảnh vệ, khó ai có thể ra tay với Tô Lâm được. Tuy Tô Lâm có nhiều tầng, nhiều lớp bảo vệ, nhưng điều đó không có nghĩa là ông tuyệt đối an toàn. Ghế Tổng Bí thư luôn có sức hấp dẫn rất lớn. Tô Lâm quyết đạt được, người khác cũng không thể không muốn. Vẫn còn đó ít nhất hai đối thủ có thể đe dọa vị trí độc tôn của Tô Lâm, đó là Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang. Phạm Minh Chính thì thâm hiểm, tuy đang liên minh với Tô Lâm, nhưng đó chỉ là mối liên minh lỏng lẻo, tạm thời, chứ không phải bền lâu. Phạm Minh Chính còn nắm quyền thực sự là một điều tiềm ẩn rủi ro cho Tô Lâm. Và ngược lại, để Tô Lâm thâu tóm toàn bộ quyền lực thì đó cũng là mối nguy cho Phạm Minh Chính. Ngoài ra, Phan Văn Giang là một ẩn số nữa. Tô Lâm đang ở thế thượng phong, nhưng càng như vậy thì ông càng đối diện với nguy cơ tiềm ẩn từ các đồng chí, có thể là từ những người mà ông không thể ngờ nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin đánh bả biện pháp cuối cùng cho các đồng chí loại nhau, liệu Tô Chủ tịch có bị hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao Thủ tướng phải gạt bỏ quý tử nhà Ba Dũng? Kỷ lục về ghế trống không phải là ghế Chủ tịch nước mới gần 2 tháng mới có chủ, mà là ghế Phó Thủ tướng dông Lê Văn Thành để lại. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành mất khi đang tại chức vào ngày 22 tháng 8 năm 2023. Tuy nhiên, ghế của ông vẫn để trống đến tận ngày 6 tháng 6,
tức là tới hơn 9 tháng sau, chiếc ghế này mới có chủ. Chủ nhân mới của chiếc ghế này là ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ông Long là người gốc Thanh Hóa, cùng quê với ông Phạm Minh Chính, được xem như Phạm Minh Chính đây là một tay cất nhắc đưa lên. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao ông Chính không cất nhắc Nguyễn Thanh Nghị là con trai của Nguyễn Tấn Dũng mà lại cất nhắc Lê Thành Long? Trong khi đó, ông Phạm Minh Chính từng được Nguyễn Tấn Dũng ủng hộ rất nhiều. Hiện nay, hiện tượng cục bộ địa phương rất nghiêm trọng trong đảng. Các quan chức xuất thân cùng một địa phương đã liên kết với nhau rất chặt chẽ. Có thể kể đến một số dòng mạnh trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng như Nghệ An, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Ninh Bình, v.v. Vì vậy, nếu nhóm Thanh Hóa không tranh thủ liên kết có sức mạnh thì rất khó có thể chủ vững được. Ông Tổng Bí Thư là người Đông Anh, Hà Nội, thế nhưng ông lại ưa dùng kẻ ngoại đạo, chứ không kéo bè kết cánh nhóm Hà Nội thành một thế lực lớn trong đảng. Ông dùng Vương Đình Huệ là người Nghệ An, ông dùng Vũ Văn Thưởng là người Vĩnh Long và ông dùng Tô Lâm là người Hưng Yên. Tuy nhiên, ông lại bị Tô Lâm làm phản đến mức mất hết quyền lực. Đấy là bài học cho những người còn lại. Càng đấu đá, họ càng cần phải liên kết với những thế lực cùng quê để tạo hậu thuẫn an toàn cho nhau. Nhóm Thanh Hóa của Phạm Minh Chính chỉ có một ủy viên Bộ Chính trị, cũng chính là ông có bốn ủy viên Trung ương Đảng, gồm Đỗ Mạnh Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, mới được bầu vào ghế Phó Thủ tướng, Nguyễn Ngọc Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam và Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Trong bốn ủy viên Trung ương Đảng của nhóm Thanh Hóa, ông Lê Thanh Long đã có triển vọng hơn rất nhiều, với ông này đang ở Trung ương Đảng. Ba người còn lại hoặc ở địa phương hoặc trong đài truyền hình nên con đường tiến vào Bộ Chính trị còn rất xa. Dù ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Tư pháp hay ngồi ghế Phó Thủ tướng, ông Lê Thành Long đều là ủy viên Trung ương Đảng. Tuy nhiên, nếu chỉ ngồi ghế Bộ trưởng thì khả năng vào Bộ Chính trị là rất thấp. Hiện nay, chính phủ đã có đủ 4 Phó Thủ tướng, nhưng chưa có ông nào là ủy viên Bộ Chính trị, vẫn còn một suất ủy viên Bộ Chính trị dành cho nhóm Phó Thủ tướng. Việc Lê Thành Long lên được Phó Thủ tướng xem như Thanh Hóa có thêm cơ hội để có thêm một ủy viên Bộ Chính trị nữa. Người Cộng sản vốn không coi trọng ân nghĩa, cho nên khi đứng giữa một bên là ân nghĩa và bên kia là lợi ích địa phương, thì Phạm Minh Chính sẽ gọt bỏ ân nghĩa để ủng hộ người cùng địa phương lên ghế Phó Thủ tướng. Ít nhất việc này cũng tạo cho phe Thanh Hóa của ông có cơ hội cao hơn trong việc giành lấy vị trí trong Bộ Chính trị. Nếu chọn Nguyễn Thanh Nghị và giả sử Nghị vào được Bộ Chính trị thì sau đó Nghị sẽ sát cánh cùng ông Phạm Minh Chính, hay lại tìm cách xây dựng vây cánh Kiên Giang cho bằng chị bằng em đây. Phạm Minh Chính luôn được xem là kẻ thức thời nên sẽ không hy sinh quyền lợi của nhóm lợi ích vì ân nghĩa quá khứ của một cách viển vông. Nói cho cùng, những gì ông Nguyễn Tấn Dũng còn lại chỉ là cái bóng của ông thời huy hoàng. Nếu vì một Nguyễn Tấn Dũng đã hết thời mà để phe Thanh Hóa mất cơ hội lớn mạnh đồng nghĩa, Phạm Minh Chính tự hại chính mình. Trong thời biểu Nguyễn Nhương, khi các nhóm lợi ích địa phương đánh nhau không khoan nhượng, thì tất nhiên ông Chính phải tự vệ bản thân trước khi nói chuyện tình nghĩa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao Thủ tướng gạt bỏ Quý tử nhà bà Dũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.